Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới kênh YouTube của Vợ Chồng Ngọc. Thì hôm nay vợ chồng Ngọc dắt các bạn đi cái khu nhà này là ở khu nhà ở Kady các bạn. Thì ở đây là cái khu Firethorn Subdivision. Subdivision là Firethorn, nhưng mà cái builder là của Aston Wood. Thì bây giờ Ngọc với các bạn, Ngọc với ông xã mời các bạn đi vô trong nhà coi thử coi ở trong như thế nào. Rồi mình cũng muốn vô trong coi cho biết là cái material của nó làm như thế nào, rồi giá bao nhiêu, rồi rộng như thế nào, tất cả như thế nào thì mình phải đi vô trong nhà các bạn. Bây giờ mình đi nha, đi, let's go. Bước vô nhà nè. Bước vô nhà thì Ngọc đi qua bên hướng bên tay phải của Ngọc á, thì có cái phòng này. Cái phòng này là cái phòng ngủ đầu tiên. Ngủ đầu tiên các bạn, thì dành cho những người già lớn tuổi á, ở dưới mình để ở dưới lầu chứ đừng để trên lầu thì mất công. Nhà này nhà hai lầu nha các bạn. Thì ở dưới nhà có hai phòng, ở trên lầu hai phòng. Thì Ngọc đi cái phòng này là phòng đầu tiên. Và cái nhà của nó, B của nó là 3.400. Đúng rồi. Khi mà mình build vô thì mình sẽ add thêm nữa. Thì 3.400, cái giá của cái nhà này là 451.000. Là 3.400 đó, nhưng mà nhà này là 4.000 service. 4.000 thì nó mắc hơn. Nhà này 550 tại có upgrade nữa. Cái này là upgrade các bạn, thì Ngọc nói cho các bạn nghe là cái giá B của nó thôi. Khi các bạn bỏ tiền vô cái nhà này nữa thì nó sẽ thêm tiền vô nữa các bạn, chứ không phải là cái giá giống như vậy. Thì ở đây có một cái toilet nè các bạn. Cái toilet của cái phòng ngủ đầu tiên á. Đẹp lắm nè. Đây quay cho bạn xem nè. Mỗi lần mấy cái nhà mình đi thì cũng có cái toilet trong cái phòng á, nhìn đẹp lắm. Cái nhà này có 4 phòng ngủ nha các bạn. Cái nhà là phòng ngủ đầu tiên. Hai phòng dưới nhà, hai phòng dưới lầu. Nhà này hai lầu. Đất 70. Đất 70. Giá thuế có 2.6 rồi các bạn. Còn tiền khô 800. Bây giờ Ngọc đi qua bên đây nha. Một cái tủ này. Ồ, tủ đẹp quá vậy. Làm sang quá vậy ha. Sang. Cái tủ sang lắm. Sang lắm. Wow, đẹp lắm. Tủ lớn ghê các bạn. Nói chung là builder nào nhìn cũng đẹp hết. Mỗi người đều có những cái đẹp khác nhau nha. Bây giờ Ngọc sẽ đi ra ngoài nha, bây giờ mình đi ra đây. Thì đi ra đây á, thì quẹo bên tay phải của Ngọc nữa thì nó là cái garage, nhưng mà có người đang làm việc. Mình không đi qua đó được, bây giờ mình đi ra luôn. Phòng này phòng study nè. Cũng rộng như vậy, đẹp ha. Rộng đẹp. Phòng này study các bạn nhìn nó rộng không các bạn? Đẹp ha. Có cái bàn mà. Study này á thì các bạn có thể đi được, nếu mà quẹo bên tay trái của Ngọc là đi qua nhà bếp luôn. Quẹo tay phải là mình đi vô cửa chính, đi vô trong phòng phòng khách. Giờ mình đi nha, thì tiếp mình đi bên này đi. Đi khéo phát ở nhà cái. Giờ chứ nhà như thế nào. Bàn pha cà phê nè. Chỗ này là chỗ pha cà phê. Cái bàn pha cà phê đó. Đẹp quá ha. Cái màu này màu ray á không sao? Cái màu này thích không sao? Đẹp ghê. Đẹp ha. Đây có cái chỗ mà mình ngồi mình mang dài nè các bạn. Mang dài bỏ dài đây các bạn. Ở đây có cái tủ để mình để. Thoải mái nha. Nên này. Nhà đẹp quá vậy, view cửa đẹp quá. Wow, cái này mình có cái thể màn cái cửa kho rất đẹp các bạn. Cái kho, sao vậy cho bạn coi. Mình trong đây cho cái kho vậy. Chứa đồ như này. Đẹp. Chứa gì chứa? Máy sạc cái gì đó. Máy hút bụi rồi. Các bạn thấy không cái nhà thôi, này? Muốn làm gì làm thôi. Cái nhà này á, cái này nó cao lắm các bạn, mà mình phải upgrade vô nha các bạn. Chứ không phải là cái cửa nó cao vậy đâu. Mình phải upgrade vô. Đó, từ đó mình đi ra đây. Đây có cái bếp. Đây, cái là nhà bếp. Bây giờ Ngọc sẽ đi qua cái bếp trước đi. Ok. Tại vì nó có nhiều thứ ở bên tay trái, cái này tay phải. Thì mình đi cái từng sẽ... từng cái section riêng, từng cái riêng hết. Coi trước à, cái này là cái bếp nha. Một cái bếp đẹp quá. Đá dày vậy hả? Nhà sang á, nhà mà bây giờ nhà nó làm đá đẹp quá các bạn. Đá dày, đá dày các bạn coi. Cái này khoảng bao nhiêu inch được sao? Inch rưỡi. Inch rưỡi 2 inch. Đá dày. Cái này nữa luôn ha. Ừ. Đó, thì ở đây cái sinh sâu vậy ha. Sinh này Ngọc thích nè. Sâu. Nói các bạn Ngọc thích sinh này nè. Cái sinh này nó có một cái sinh thôi nhưng mà nó rộng các bạn. Cái cabinet nó kìa. Dạ. Cabinet cái island nè. Everywhere. Bên này có bếp nè. Wow, bếp đẹp dễ sợ. Mà sang dễ sợ. Năm bếp chứ vậy?
phải 5 4 4 4 1 2 3 giữa là gì? Giữa đây không. Nướng hả? Ừ. Ngủ vậy. Cao lên. Cho con trời đẹp nó đẹp không? Nhà mẫu nó để đầy đủ cho mình, nó giống nhà thiệt vậy. Ừ. Quá đẹp luôn. Máy hút ở trên. Nhà mẫu thì bao giờ cũng upgrade nhiều nha bạn. Nó upgrade đẹp nhất có thể để nó bán. Upgrade để cho người ta thích á. Cái vàng, cái vàng microwave đẹp nữa kìa. Cái microwave đẹp quá ha. Lò nướng đẹp nữa vậy. Microwave, cái này là cái microwave luôn, lò nướng luôn sẵn. Ồ vậy ha. Yes. Wow, chung luôn hả? Cái chung nè. Ở dưới lò gì? Lò nướng. À, lò nướng wow, đã. Ở trong kia thì có cái gì kìa? Cái tủ này là tủ để đồ khô rồi đó hả? Ở bên Mỹ nhà nào cũng có cái tủ đồ khô hết trơn các bạn. Lạnh đẹp vậy. Trời kiểu lạnh đẹp thiệt chứ. Ừ, đẹp chứ sao? Cái màu sang chưa? Quá sang ha. Đẹp quá trời. Đi qua phòng ăn vậy. Ngọc đợi cái tủ lạnh ở nhà Ngọc. Dạ, đi qua phòng ăn lên nè. Mới mà nhà Ngọc cái tủ lạnh không hư. Đi qua phòng ăn nè. Nó đẹp quá trời luôn nè. Các bạn coi phòng ăn nè. Quà, phòng ăn rộng quá vậy. Rộng quá ha. Cool quá ha. Cái phòng ăn ở đây á, người ta để có 6 ghế nè. Nhưng mà nếu mà mấy người mà nhà người đông á, để phòng ghen 8 ghế cũng được. 10 ghế, 12 ghế cũng được. Cái phòng ăn lớn quá nè các bạn. Các bạn thấy rộng không? Ông xã Ngọc đứng một góc thôi đó, mà Ngọc đứng một góc thôi mà nó rộng gì. À, đứa giống chơi bắt à, chơi 50 quá hả? Chốt. Đẹp. Đó, thì bây giờ từ cái phòng ăn mình sẽ đi qua phòng khách. Đi phòng khách nè. Đẹp không? Đẹp. Đó là sửa cái này, chỗ này để tivi rồi các bạn. Ừ, chỗ này tivi á. Nó có cái bồ đó như vậy? Có cộng cái bồ đó vậy? Nhà bên 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 thì phải có tủ để làm gì ta, đựng dàn máy hả? Đựng gì được, dàn máy, mặt sách, mặt trưng bày đó. Đó đựng sách á, đựng trưng bày thôi à. Thoải mái. Có lò sưởi đẹp vậy. Ừ. Đẹp quá. Cái phòng khách mở như nó đẹp. Cái bộ salon cũng đẹp vậy. Nhưng mà tại sao nó không đi theo màu luôn mà nó đi à, hai màu hả? Tại trong cái nhà này. Cái lớp sheet khác, cái single sheet khác. À. Phòng khách rộng quá vậy. Trần cao lắm nè bạn ơi. Trần cao chưa? Trần này chắc 20 đúng không? À, 20 phút đó. Đây phòng ngủ thứ hai nè. Dạ, phòng ngủ thứ hai. Đúng không? Phòng ngủ thứ hai của căn nhà này. Bên này có cái phòng giặt. Nếu như vô cái phòng ngủ thứ hai á, có cái phòng giặt nè các bạn. Ừ. Wow, để hai cái máy giặt bự nè. Đây phòng giặt các bạn ơi. Rộng ghê. Ừ. Cửa, thích cái cửa ha. Ừ. Mà treo của nó đẹp. Ok, dọc phòng thứ hai vậy. Dạ, phòng thứ hai. Phòng thứ hai bạn ơi, đẹp quá. Thứ hai này gọi là master bedroom nha bạn. Phòng rộng nhất của căn nhà đó. Ừ. Đúng không vậy? Yes, master bedroom là rộng, rộng nhất căn nhà. Có cái quạt đẹp ha. Wow, rộng quá. Cái giường đẹp không vậy? Cái giường ngủ vậy? Yeah. Sao làm cái khung vậy? Cái khung tại cái kiểu giường của nó vậy hả? Nhìn, nhìn nó tù túng vậy. Nếu mà sau này mình có mua cái giường, mình nên mua cái giường này nè ông ta. Really? Mình bỏ cái mùng á. Thôi. Có cái mùng cứ là đẹp. Thôi. Giống như công chúa. Mùng gì? Phân điểm chứ. Nhìn nè. Nhìn nó rộng, mở nó mở rộng, nhìn nó thoát, tự nhiên để mùng màng lấy mình chống. Nhìn dễ thương mà. Ở đây có bức tranh đơn giản, nhìn ngộ ha. À. Cái đơn giản vậy. Ồ, giờ thích cái trần của nó làm trần cũng cao á. Trần cao nha bạn. Có làm kiểu nhìn đẹp ha. Trần là 12-13 feet á. Trần cao hả? Đẹp. Trần cao nhìn nó thoáng. Ở đây nó có gì? Nhìn ra cửa, nhìn xương. Đây nó có để cái tủ nè. Bàn phấn. Bàn phấn nè. Nếu mà mình về mình thu thì mình để trang điểm nè. Đúng rồi. Cái tivi vô. À, thì phòng của mình muốn làm gì làm à, thôi. Muốn làm nhưng mà giờ nghĩ để tivi đó. Ừ. Thì bên đó là có cái cửa mở ngồi đó, ừ. Ngắm cửa, ngắm ở ngoài đường, ngoài giường. À. Mình muốn làm cái gì làm. À, phòng này đẹp, phát sửa luôn đẹp. Đẹp ha. Giờ mình đi vô trong cái phòng tắm. Phòng tắm. Phòng tắm của master bedroom. Phòng tắm của master bedroom các bạn. Cái phòng này là cái phòng yêu thích nhất của mình. Phòng tắm. À, trong đây có gì giới thiệu bạn xem nè. Ở đây có một cái sink. Sink của sink một cái nè. Cái sink. Một cái sink của nam hay nữ thì cũng được. Tại vì bên đây một cái và đối diện bên kia có một cái nữa các bạn. Thì bên này có một cái bồn tắm nè, chui vô mà ngâm mình, đi làm về mệt chui vô đây ngâm mình là sảy. Này, này có cái bồn này các bạn thấy không? Wow, phòng tắm đẹp. Đây, đi vô trong đây tắm luôn. À. Thấy không?
Trong đây nó xài cái đèn led đó bạn, thành ra cái máy quay phim mình nó bị nó thay đổi chút xíu nha các bạn. Bên này, bên này nam với nữ cho bôi chồng gơi với vợ đó, treo đẹp. Áo nè, treo áo nè, thấy không, rộng quá trời luôn á. Đẹp. Ông xã Ngọc thích cái cửa nè các bạn, à, cửa đẹp lắm, cái màu á, nhìn chứ cái màu nó cửa giống nó như cao người. Ông xã nó cao cho nên ông xã thích đó. Bây giờ mình đi lên lầu đi các bạn, đi lên lầu coi như dưới nhà hai phòng. Cái lầu đi, lầu đi. Bằng cầu thang cũng rất đẹp, cầu thang bằng wood. Người ta upgrade vô nữa là rộng lắm. Nó nói là cái này đang đầu tư là chưa có một cái phòng mà phòng có phim không ta? Ừ. Phòng có phim. Nếu mà có phòng có phim thì chắc phải 4.000 lắm. Nha, 4.000 kìa. Ừ. Đây, đó, cái phòng này là phòng mà phòng game room các bạn. Phòng game room. Phòng này là phòng game room nè. Dạ. Ở đây không có cái gì. Đây phòng cái room rộng vậy ha. Ừ. Bên đây nè, bên đây nè dạ. Đây có gì? Đóng rồi, nó lóc rồi. Bên đây dạ có phòng home theater nè. Ồ, đó cái phòng này là cái phòng mà người ta nói. Áp đó, áp thêm á. Phòng này mình phải trả thêm tiền mới có nè cái này. Wow. Đẹp quá. Wow, đẹp quá. Phòng đã nha. Phòng đẹp quá. Ấm cúng quá. Mình làm mê mấy phòng có phim lắm nè. Hả? Phòng này ấm cúng. Cái hả? Chỗ này là chỗ để tivi nữa bạn. Wow. Đó. Giường ngủ á. Ừ, cái giường nó vừa salon vừa giường á. À. 2:1. Đã hả? Wow, cái này mình để cái tivi nè, mình coi phim được nè. Phòng này phòng xem phim phòng hưởng mà, phải enjoy chứ. Mà thấy ấm quá hả? Sao vô đây giờ thấy cái phòng này ấm quá vậy? Ừ. Hay tại cái màu ta? Cái màu á. Cái màu ấm. Làm cho mình thấy ấm hả? Ừ. Hay sao? Ừ, cái màu ấm. Wow, đẹp quá, cái này. Xem phim phòng phải tối vậy? Phòng sáng đi làm gì? Ừ. Mà giờ đi mấy cái phòng xem phim kia đâu có. Tùy như phòng gì? Tối hay hơn. Để tới đây luôn. Ừ. Đỡ ồn quá. Ừ. Trời cái cửa mà nó dày nữa. Ừ, đã ha. Kinh khủng. Rồi bây giờ mình đi vô phòng hai phòng còn lại nha. Ừ. Ừ, cái cửa cao thế. Trên lầu là thảm. Phòng này phòng thứ ba nha bạn. Đây phòng thứ ba nè. Phòng này phòng của boy. Tại màu xanh nè các bạn thấy không? Ừ. Màu xanh là boy. Ừ. Cái trần cũng cao này. Dạ. Đã. Ừ. Trời cũng cao. Đây phòng thứ tư nè. Phòng của nữ nghe. Đây phòng thứ tư. Cũng là căn phòng cuối cùng của quá. Căn phòng cuối cùng của ngôi nhà. Không xả cái giường dễ thương ha. À, giường cưng quá. Ừ. Cưng giường này giống như giường giường sofa giường giường quá. À đúng rồi đó. Giống cái giường hồi nãy bên kia. Bên đây có gì? Tủ giống như để đồ, để bằng phấn cái gì cũng được. À. Để gì để nha các bạn. Cũng cao nha bạn, trần cao nha, mười mấy thì phút nha. Cái cửa sổ nhìn xuống. Cái view á, thấy lá cờ Mỹ tung tăng chưa? Oh, cool. Lá cờ Mỹ, không có lá cờ Texas hả? Ừ. Không có lá cờ Texas. Đâu có biết đâu. Ừ. Bên này có cái tủ quần áo này. Ừ. Nè, tủ quần áo bên này nữa nè, rộng không? Rộng ha. Rồi. Cái phòng thích phòng cuối cùng này, giờ đi còn gì nữa không nè? Còn một cái restroom. Cái restroom của cái phòng đó mình thấy xài chung à, hai cái phòng thay chung restroom. Tay nha. Tay đi. Đẹp quá ha. Đẹp. Trang trí thì đẹp quá nè. Khung. Ai, quá trời. Đẹp luôn. Để mình đi xuống ra vườn đi. Mình đi ra vườn nha các bạn bên hông nhà nha bạn, bên hông nhà nè cũng đẹp nè, thấy không, đá màu đẹp quá, nguyên căn nhà nè rất rộng luôn, đẹp lắm, nhìn nè các bạn, nhìn rất đẹp hả, beautiful, thấy sao vậy, đẹp không? Ok, bây giờ nếu mình bỏ thêm, hồi nãy bà nói nếu mà bỏ thêm phòng mà coi phim
hay bỏ thêm restroom thì phải rộng ra hơn, và các bạn nó phải thêm nữa, phải thêm tiền đó. Cái nhà này là người ta đã upgrade rồi, bỏ tiền vô trong đây rồi, xây thêm phòng, thêm toilet rồi. Chứ cái nhà mà B của y chang dạng cái nhà này á, là 3.400 square, giá là 451 tới 470. À, cái giá tiền đó các bạn. Còn nếu như mình bỏ tiền thêm thì mình phải bỏ thêm đồ vô, mình phải bỏ thêm tiền nữa các bạn. Thì cái nhà này Ngọc chỉ cho các bạn coi là cái nhà model home của nó thôi, nó đã bỏ đồ sẵn vô trong đó rồi. Thì Ngọc thấy cái giá này cũng ổn đó các bạn. Những cái nhà mình đang coi là 540 á. 540 hả? 540. Là xong rồi hả? Ừ. À, còn nếu như bỏ thêm nữa là phải thêm tiền nữa. Cái nhà bỏ nhiều lắm, nhà này nhà mỏ. Nhà này quá trời ha. Bỏ cái 100.000 rồi giờ. Ờ, à, cái 100.000 rồi. Mà có tính luôn cái phòng game room, cái phòng coffee rồi luôn hả? Ừ, cái đó. À, ok. Thì 540 là cái đã tính hết cái đó rồi. Nếu nhờ các bạn bỏ thêm nữa thì phải bỏ thêm tiền nữa. Thì ok, bây giờ cái video của Ngọc cũng dài rồi, tạm dừng các bạn tại đây nha. Thì để Ngọc đi kiếm những cái hãng khác nữa để Ngọc quay cho các bạn coi nhiều cái mẫu nhà khác nhau ở Texas này. Ngọc nói là ở Texas, Ngọc với là nhà mới rất là nhiều. Những cái bạn ở bên Cali hay những tiểu bang khác lạnh hay là ấy, bây giờ tiểu bang nào á nhà cũng mắc hơn ở tiểu bang của Ngọc á. Giá của Ngọc bây giờ, hồi xưa là chỉ có 100 mấy thôi các bạn, bây giờ nó lên tới 400 mấy rồi, 500 mấy, 600 mấy rồi. Thì bây giờ nếu các bạn nhanh tay thì các bạn sẽ có những cái nhà rẻ mà đẹp. Đúng rồi, phải mua lẹ nha. Còn nếu như các bạn chậm tay thì sau ngày nó càng ngày càng mắc. Thì cái bà này hồi nãy Ngọc nói chuyện với bà đó, thì bà nói là mày có ý định mà muốn mua hay là như thế nào á, ai muốn mua thì nên nhanh tay lên, tại vì sắp sửa gần hết rồi. Ừ. Nó mới vừa build cái khu đất lên thôi là đã sắp sửa gần hết rồi. Lẹ lắm. Quá lẹ luôn. Ok, thôi thì Ngọc không dài dòng nữa. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Nhớ subscribe dùm cho Ngọc nha các bạn. Bye bye. Bye bye các bạn gặp lại nha.